Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng người tỏ Như Lai người nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Ban Chu Tam Muội quyển hạ phẩm 10 thỉnh Phật. Bây giờ Bồ Tát Bạc Đà Hòa sửa lại y phục, quỳ gối chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con kính thỉnh Phật và chúng tăng tỳ kheo vào ngày mai quang lâm đến nhà con để thọ thực, kính mong Phật từ bi nhận lời thỉnh mời của con. Đức Phật và chúng tỳ kheo đều im lặng nhận lời. Biết Đức Phật đã nhận lời, Bồ Tát Bạch Đà Hòa đứng dậy đi đến chỗ của tỳ kheo Mani. Kheo Ni Mahaba Dụ Đề thưa với tỳ kheo Ni: Tôi kính mời Ni Sư và đại chúng tỳ kheo Ni vào sáng ngày mai thọ thực tại nhà tôi, kính mong Ni Sư nhận lời mời của tôi. Tỳ kheo Ni Maha Ba Dụ Đề nhận lời. Bồ Tát Bạch Đà Hòa nói với Bồ Tát La Nâng Lân Na Kiệt: Này em, tất cả những người mới đến ở các thành ấp đều hãy mời họ đến chỗ Đức Phật. Bồ Tát La Lân Na Kiệt đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ rồi quỳ gối chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, anh con kính thỉnh Phật và mời tất cả những người mới đến đều thọ thực tại nhà con, kính mong Thế Tôn từ bi nhận lời. Bồ Tát Bạch Đà Hòa, Bồ Tát La Lân Na Kiệt, Bồ Tát Kiều Nhật Đâu, Bồ Tát Na La Đạt, Bồ Tát Tu Thâm, Bồ Tát Maha Tô Tát Hòa, Bồ Tát Nhân Đệ Đạt, Bồ Tát Hòa Luân Điều đều cùng với quyến thuộc đến chỗ Đức Phật với đầu đảnh lễ chân Phật, sau đó đảnh lễ chúng tăng tỳ kheo. Đảnh lễ xong, chư vị cùng về nhà của Bồ Tát Bạch Đà Hòa ở thành Vương Xá để phụ giúp sửa soạn các thức ăn. Bốn vua trời hội thế Thích Đại Hoàng Nhân Nhật Phạm Thiên Vương cũng đều đến đó phụ giúp Bồ Tát Bạch Đà Hòa làm thức ăn. Bây giờ Bồ Tát Bạch Đà Hòa cùng với quyến thuộc trang trí khắp nó thành Vương Xá, dùng màn thêu che phủ mọi nơi. Các nẻo đường phố chợ đều treo nhiều phướng đẹp rực rỡ trong hoàn toàn thành. Đâu đâu cũng rải hoa sum hương thơm. Bồ Tát làm hàng trăm món ăn để cúng dường Đức Phật. Các tỳ kheo ni, Ưu Bồ Tát Ưu Bà Chi, những người nghèo khổ hành khất cũng đều có các thức ăn thích hợp. Vì sao? Vì không có sự bố thí thiên lệch đối với mọi người và mọi loài, bọ bay máy cửa đều bình đẳng. Đến giờ thọ thực, Bồ Tát Bạc Đà Hòa cùng với 8 vị Bồ Tát và các quyến thuộc đều đi đến chỗ Phật với đầu đảnh lễ trước chân Phật rồi lui ra thưa: Bạch Thế Tôn, thức ăn chúng con đã làm xong, kính thỉnh Thế Tôn quang lâm. Đức Phật và chúng tăng đều đáp y mang bát cùng đi đến đại hội nơi nhà của Bồ Tát Bạc Đà Hòa là thành Vương Xá. Bồ Tát Bạc Đà Hòa suy nghĩ: Hôm nay nhờ thần lực của Đức Phật, xin khiến cho nhà của con được rộng lớn vô cùng. Trước đây toàn bằng lưu ly, bên trong đều nhìn thấy nhau, bên ngoài thành nhìn thấy trong nhà của con, trong nhà của con thấy được bên ngoài thành. Biết được suy nghĩ của Bồ Tát Bạc Đà Hòa, Đức Phật liền phóng ra oai thần, khiến cho ngôi nhà của Bồ Tát trở nên vô cùng rộng lớn. Dân chúng trong thành, toàn thành đều nhìn thấy cả bên trong tòa nhà. Đức Phật vào an tọa nơi trai phòng của nhà của Bồ Tát Bạc Đà Hòa. Các tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di đều theo thứ tự thu lớp mà an tọa. Thấy Đức Phật và đại chúng an tọa xong, Bồ Tát Bạc Đà Hòa tự tay đặt bát cúng dường Phật và chúng tăng, giới hàng trăm món ăn như vậy. Đức Phật và các tỳ kheo ni thọ thực, những người nghèo khổ nhờ ân đức oai thần của Phật cũng đều được no đủ bình đẳng. Thấy Phật và đại chúng thọ trai xong, Bồ Tát Bạch Đà Hòa đi ni dâng nước uống, rửa tay rồi Bồ Tát ngồi nơi chiếc ghế nhỏ để nghe Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật vì Bồ Tát Bạch Đà Hòa và bốn chúng đệ tử mà giảng nói kinh pháp, ai cũng đều hoan hỷ, ai cũng đều thích nghe, không ai là không muốn nghe. Sau khi thuyết kinh để dạy đại chúng tỳ kheo và các đệ tử, Đức Phật cùng với đại chúng ra về. Dùng cơm xong, Bồ Tát Bạch Đà Hòa cùng với quyến thuộc đã khỏi thành Vương Xá để đi đến chỗ Đức Phật, đến nơi các vị đảnh lễ Phật rồi lui ra ngồi một bên cùng với Bồ Tát La Lân Na Kiệt, Bồ Tát Kiều Nhật Đâu, Bồ Tát Na La Đạt, Bồ Tát Thu Thâm, Bồ Tát Maha Tu Tát Hòa, Bồ Tát Nhân Đệ Đạt, Bồ Tát Hòa Luân Điều. Thấy đại chúng đã an tọa xong, Bồ Tát Bạch Đà Hòa thưa: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát nhờ những việc gì để được Tam Muội nhìn thấy tất cả các Đức Phật hiện tại đều đứng trước mặt? Đức Phật nói: Này Bạch Đà Hòa,
Bồ Tát Quan Âm Pháp để nhanh chóng đạt được tam muội thì tất cả các đức Phật đời hiện tại đều đứng trước mặt, rồi luôn chuyên tâm học thọ trì và thực hành. Những gì là năm một ưu thức kinh điển sâu xa không bao giờ cùng tận, không ghi khi nào chấm dứt, thoát khỏi những tai nạn biến đổi, không còn các trần cấu xa lìa tối tâm. Ở trong sự sáng suốt, tất cả những u ám mê mờ đều tiêu tan. Này Bạc Đà Hòa Bồ Tát ấy đạt được pháp nhẫn vô sinh và đạt được tam muội này. 2. Không ưa thích tái sinh. 3. Không ưa thích đối với ngoại đạo. 4. Không ưa thích ở trong ái dục. 5. Tự mình tu hành không ngừng nghỉ. 6. Bồ Tát lại có 5 điều để nhanh chóng đạt được tam muội này. 5 điều ấy là gì? 1. Bố thí xong, tâm không được hối hận, không được tham, không được tiếc của, không được có tâm mong cầu, báo đáp, không được giận hờn. 2. Bồ Tát giảng nói bố thí cho người khác lời lẽ phải chắc thật, không có nghi ngờ, không yêu, không tiếc. Giả nói những cái lời lẽ sâu xa của Phật thì chính mình cũng phải tu hành như vậy. 3. Bồ Tát không được nghe, không được canh ghét, tu tập không được nghi ngờ, từ bỏ ham ngủ nghỉ, dứt bỏ năm dục, không được nói điều tốt của mình, không nói điều xấu của người khác. Nếu có bị mắng chửi hoặc bị hình phạt cũng không nổi giận, cũng không hận, được hận thù, không được biến trễ. Vì sao? Vì tu hành thể nhập vào không. 4. Bồ Tát học tam muội này và dạy cho người khác học, ghi chép kinh này trên giấy mực tốt để tồn tại lâu dài. 5. Bồ Tát tin tưởng, yêu mến và cung kính bậc trưởng lão và bạn bè. Đối với những người mới học được bố thí phải nhớ nghĩ đến việc báo đáp công ơn, phải luôn luôn chí thành nhận của người bố thí, cho dù chỉ là một phần nhỏ cũng phải báo đáp ân lớn, huống là nhận nhiều. Bồ Tát thường ưa thích tôn trọng kinh điển, bỏ hẳn những tâm điện trái với kinh điển, phải luôn nhớ nghĩ về kinh điển. Bồ Tát hành trì như vậy sẽ nhanh chóng đạt được tam muội. Bây giờ Đức Phật nói kệ, thường thích kinh pháp thì hiểu sâu xa, đối với các dục chẳng hề tham, ở trong năm đường không nắm nhiễm, thực hành như vậy đạt tam muội. Cứ bố thí mà không mong báo đáp, đã cho không còn tâm luyến tiếc, cũng không thấy có người thọ nhận, chỉ muốn được hiểu trí tuệ Phật. Bố thí vì thương các chúng sinh, tâm ý hoan hỷ không hối hận, thường bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định và trí tuệ, đầy đủ sáu độ gồm tất cả tâm ý hiện xả, tâm vô lượng, phương thiện, tiện thiện xảo độ chúng sinh. Tu hành như vậy đạt tam muội, đâu ai bố thí trừ tham thiết, tâm ý hoan hỷ trao cho người. Sau khi bố thí luôn vui mừng, thực hành như vậy đạt tam muội, hiểu rõ phân biệt các kinh pháp, nghe lời Phật dạy nghĩa sâu xa, giải nói vi diệu giáo hóa người, thực hành như vậy đạt tam muội. Người nào học tụng tam muội này, trí tuệ hiểu rõ giảng cho người, khiến kinh pháp này trụ lâu dài, thực hành như vậy đạt tam muội. Không giữ bí mật khi kinh pháp Phật, không mong cúng dường mới giảng kinh, chỉ cần an ổn trong Phật đạo, thực hành như vậy đạt tam muội, trừ bỏ chấp giữ các truyền thái, xa lìa ngã mạn và căn màu, không tự khen mình nói lỗi người, không hề khởi tưởng ngã ngã sở. Nếu người tâm ý luôn định tĩnh, liền được hiểu rõ định tuệ này, bỏ hẳn vô định tâm thanh tịnh, nhờ vậy đạt pháp nhẫn vô sinh. Luôn chí thành không chuộng bề ngoài, thường được đầy đủ các ý nguyện, đức hạnh chân chánh không hạnh tà, ưa thích kinh pháp mâu đạt đạo, đọc tụng kinh điển thường không quên, giữ gìn giới cấm hạnh thanh tịnh, tu hành như vậy mau thành Phật, vốn là tọa trì tam muội này. Này Bạc Đà Hòa, về thuở xa xưa cách đây vô số kiếp, vào thuở Đức Phật Đề Hòa Kiệt La, tôi ở chỗ Đức Phật ấy nghe tam muội này và liền hết lòng tọa trì, nên thấy được vô số Đức Phật ở khắp mười phương. Ta theo tất cả các Đức Phật ấy nghe kinh và tọa trì hết thảy. Khi ấy chư Phật đều bảo ta sau đây vô số kiếp nữa, ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. Này Bạc Đà Hòa, cho nên ta bảo ông, ở đây cho đến khi thành Phật, ông hãy học tam muội này, nên biết tam muội này là đứng đầu trong tất cả các pháp, không có pháp nào sánh bằng, là pháp đã thoát khỏi các tưởng. Người nào an trú niệm trong tam muội này thì sẽ thành Phật đạo. Khi ấy Đức Phật nói kệ, xưa ta ở đời Phật Định Quang, khế ta đạt được tam muội này, thấy vô số Phật khắp mười phương được nghe các pháp nghĩa sâu xa, những người có đức được cho báu, tất cả giới nguyện được như ý. Bồ Tát Đại Sĩ cũng như vậy, cầu kinh cho báu liền tới Phật. Bồ Tát Bạc Đại Hòa, thưa Bạch Thế Tôn, Phật tọa trì tam muội này như thế nào? Đức Phật nói, niệm Bạc Đại Hòa, không được tham đắm các sắc, không được hướng đến tái sinh, nên tu hành pháp không, nên tọa trì tam muội này như vậy. Những gì là tam muội? Nên theo các pháp ấy mà thực hành. Lại nữa, này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát quán sát thân mình vốn không có thân, cũng không có đối tượng quán sát, cũng không có đối tượng nhìn
thấy, cũng không có đối tượng chấp giữ, vốn không có sự mù, cũng không có sự biết. Như pháp trong kinh, có sự nhìn nhưng không có đối tượng để thấy, cũng không có đối tượng lệ thuộc. Không có đối tượng lệ thuộc là người thọ trì đạo pháp. Ở trong các pháp không hề nghi ngờ, không nghi ngờ là thấy Phật, thấy Phật là đoạn trừ các nghi ngờ. Các pháp không từ đâu sinh ra, vì sao nếu Bồ Tát có tưởng nghi ngờ về pháp thì đó là chấp giữ. Chấp giữ là gì? Có người có tuổi thọ, có công đức, có ấm, có nhập, có lối đại, có tưởng, có các căn, có các dục, đó là chấp giữ. Vì sao? Vì Bồ Tát thấy các pháp không hề chấp giữ, pháp này cũng không nghĩ, cũng không thấy. Không thấy là thế nào? Với như người ngu học theo ngoại đạo rồi tự cho là có người, cho rằng có thân. Bồ Tát thì không thấy như vậy. Bồ Tát thấy những gì? Ví như sự thấy biết của Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng giác, của bậc bất thối chuyển, của bất tri Phật và của bậc A-la-hán, không vui, không buồn. Người thọ trì tam muội này cũng không vui, không cũng không buồn. Ví như hư không, không có sắc, không có tưởng, thanh tịnh hoàn toàn. Bồ Tát thấy các pháp cũng như vậy, mắt nhìn thấy các pháp không hề chướng ngại, do vậy nên được thấy chư Phật. Thấy chư Phật rõ ràng như đặt viên ngọc minh nguyệt lên trên ngọc lưu ly, như khi mặt trời vừa mới mọc, như mặt trăng sáng tỏ giữa các vì sao trong đêm trầm, như lúc chuyển lên thánh vương giữa các đại thần quan lại, như khi vua trời Đao Lợi là Tất Đà Hoàng Nhân ở giữa các vị trời, như Phạm Thiên Vương ngồi nơi tòa bậc nhất giữa các vị trời phạm, như ngọn đuốc cháy trên đỉnh núi cao, như thầy thuốc giỏi đem thuốc chữa trị cho bệnh nhân, như sư tử bước đi một mình, như chim nhạn bay dẫn đầu đàn giữa hư không, như đỉnh núi mùa đông chất đầy tuyết bốn bên đều thấy, như núi kim cương thanh tịnh giữa cõi đất trời rộng lớn, như xuống nước mang theo đất, như gió mang theo nước, các như ế đều hoàn toàn thanh tịnh như hư không, như cõi trời Đao Lợi trang nghiêm trên núi Tu Di. Chư Phật cũng như vậy. Sự giữ giới của Phật, oai thần của Phật, công đức của Phật, vô số cõi nước đều vô cùng sáng rõ. Bồ Tát thấy chư Phật ở khắp mười phương như vậy, được nghe kinh và thọ trì tất cả. Bây giờ Đức Phật nói kệ: Phật không có uế, chẳng phiền não, con đức hoàn hảo, không chấp giữ, âm thanh vi diệu đại thần thông, nghị lý phan rền như trống phát, hiệu trí tuệ bậc thiên trung thiên, vô số hương hoa dân cúng dường, vô lượng công đức thờ xá lợi, phướng lòng hương thân cầu tam muội, nghe pháp vi diệu học đầy đủ, xa lìa điên đảo cầu diệt độ, không hề chấp trước vào pháp không, trí rõ tuệ vô ngại vi diệu, thanh tịnh như mặt trời mặt trăng, như phạm thiên ở giữa thiên cung, thường chuyên tâm niệm Đức Thế Tôn, ý không vướng mắc, chẳng tưởng không. Ví như mùa đông tuyết phủ núi, là như vua chúa đứng đầu nước, mới ni hơn hẳn mọi cho báu, quán tướng tốt Phật nên như vậy. Nhàn chúa bay trước để dẫn đường, hư không thanh tịnh không nhớ ế, tướng Phật sắc vàng rồng cũng vậy, Phật tử cúng dường Đức Thế Tôn, xa lìa u ám trừ ngu tối, nhanh chóng đạt tam muội thanh tịnh, trừ bỏ hết thảy các tưởng cầu, hành không có uế được định ý, không có phiền não sạch ô nhiễm, đoạn trừ giận dữ và ngu si, mắt được thanh tịnh sáng tự nhiên, nhờ công đức Phật không chướng ngại, nghĩ Phật Thế Tôn giới thanh tịnh, tâm không chấp giữ chẳng mong cầu, không hề chấp ngã và ngã sở, cũng không khởi tưởng về các sắc, xa lìa sanh tử không kiến chấp, bỏ hạng cao ngạo tuệ thanh tịnh, giới trừ kiêu mạn không tự tại. Nghe tam muội này xa tà kiến, đó có tỳ kheo đệ tử Phật, tỳ kheo ni và các thiện nam cùng các thiện nữ bỏ tâm dục, tinh tấn tức tu, tinh tấn tức đạt tam pháp này. Phẩm 11. Không khởi tưởng. Đức Phật bảo Bồ Tát Bạc Đà Hoàng: Bồ Tát, nếu muốn học nhanh chóng đạt được tam muội này, trước hết phải đoạn trừ các tưởng và các sắc, bỏ tâm cao ngạo rồi mới học tam muội này. Không nên tranh cãi. Tranh cãi là gì? Là chê bai pháp không, sau đó mới đọc tụng tam muội này. Này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát nào muốn học đọc tụng tam muội này phải thực hành 10 điều. Nếu như là 10: 1. Nếu thấy người khác được cúng dường y bát không được canh ghét. 2. Phải kính yêu và yêu kính tất cả mọi người, hiếu thuận bậc trưởng lão. 3. Phải nhớ báo đáp công ơn. 4. Không được nói dối, phải lìa xa những điều phi pháp. 5. Thường đi khất thực, không nhận mời riêng. 6. Phải tinh tấn kinh hành.
7. Không được nằm dài suốt ngày đêm. 8. Luôn luôn bố thí cho tất cả chúng sinh, không hề tiếc nuối hay hối hận. 9. Tự nhập vào sâu xa vào trí tuệ, không hề chấp giữ. 10. Cung kính phụng sự bậc minh sư sang niên Phật, sau đó mới đọc tụng trong mười này. Đó là 10 điều. Đúng như pháp mà thực hành như vậy sẽ đạt được 8 điều, những như là 8. 1. Đạt được giới hoàn toàn thanh tịnh. 2. Không theo ngoại đạo, được trí tuệ tự tại. 3. Đạt trí tuệ thanh tịnh, không tham ưa tái sinh. 4. Đạt được mắt thanh tịnh, không ưa thích sinh tử. 5. Sáng suốt cao vời, không hề bị lệ thuộc. 6. Tinh tấn thanh tịnh cho đến khi thành Phật. 7. Nếu được người khác cúng dường, không lấy nó làm vui mừng. 8. Không tâm không thoái trụy đối với đạo quả vô thượng, chánh đại chánh giác. Đó là 8 điều. Bây giờ Đức Phật nói kệ: người đạt thông tuệ không khởi tưởng, từ bỏ tự đại và cao ngạo, thực hành nhẫn nhục không thô tháo, sau đó mới học tới mười này. Bậc trí không tranh cãi về không, không tưởng định tĩnh là diệt độ, không hủy bán phát về Thế Tôn, thực hành như vậy đạt tới mười. Bậc tâm sáng suốt không kiêu mạn, thường nhớ ơn Phật và minh sư, niềm tin vững chãi không dao động, khi mới học tới mười này. Bỏ tâm không ganh ghét, bỏ đối tối tâm không khởi nghi ngờ, luôn tin chắc tu hành tinh tấn không biến trễ, thực hành như vậy đạt tới mười. Tỳ kheo nên thường đi khất thực, không nhận thỉnh mời, không nhóm họp. Tâm không chấp giữ, không chứa của, tu hành như vậy đạt tam muội. Nếu người chưa đạt được pháp này, chưa thọ trì phụng hành kinh điển, tâm ý đầy đủ đạt như vậy, đạt như Phật, sau đó mới học tam muội này. An trụ giúp lòng luôn thành tín. Nếu ai học tụng tam muội này, liền nhanh chóng đạt được tám pháp, hoàn toàn thanh tịnh theo lời Phật. Vì ấy giữ giới luôn hoàn hảo, cho thấy tam muội không tì vết, vì luôn thanh tịnh đối sinh tử. An trụ pháp này đạt đầy đủ, trí tuệ cũng luôn được thanh tịnh, phải không nhớ ấy không chấp giữ, học rộng trí sâu luôn không lú uổng. Tu hành như vậy đạt thông tuệ, ý chí tinh tấn không quên mất, không thêm các lợi dưỡng cúng dường, nhanh chóng đạt Phật đạo vô thượng. Học như vậy đức trí sáng suốt. Phẩm 12, 18 pháp bất cộng và 10 luật. Đức Phật nói người đạt được 18 điều nói trên sẽ liền đạt được 18 pháp của Phật. 18 pháp ấy là gì? Một biết rõ ngày đó thành Phật, ngày đó nhập vào Niết Bàn. Từ ngày mới thành Phật cho đến ngày nhập Niết Bàn đều biết rõ như Phật, không khó khăn. 2. Không lỗi lầm. 3. Không quên mất. 4. Luôn định tĩnh. 5. Không khởi tưởng về pháp, không chấp nhận, không chấp pháp là ngã sở. 6. Luôn luôn nhẫn nhục. 7. Luôn luôn an lạc. 8. Luôn luôn tinh tấn. 9. Luôn luôn chánh niệm. 10. Luôn luôn ở trong tam muội. 11. Luôn luôn biết rõ. 12. Luôn 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 có trí tuệ giải thoát. 13. Trong vô số kiếp và đời quá khứ luôn thực hành pháp vô ngại và trí tuệ của Phật. 14. Vào vô số kiếp vị lai cũng sẽ luôn luôn tu hành pháp vô ngại và trí tuệ của Phật. 15. Vô số kiếp ở đời hiện tại cũng luôn luôn tu hành pháp vô ngại và trí tuệ của Phật. 16. Thân luôn hành động với trí tuệ. 17. Miệng luôn luôn nói sự có mặt của trí tuệ. 18. Ý luôn luôn vận hành cùng với trí tuệ. Đó là 18 pháp của Phật. Này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát nào không chấp giữ, xin cầu chánh pháp, học và giữ gìn tam muội này thì được 10 pháp ủng hộ. 2. Mười luật của Phật. Mười luật của Phật là gì? 1. Biết rõ tất cả những pháp hữu hạn và vô hạn. 2. Biết tường tận ngọn nguồn về quá khứ, vị lai và hiện tại. 3. Biết rõ tất cả về giải thoát, định tĩnh và thanh tịnh. 4. Là biết rõ tất cả các căn cơ tinh tấn khác nhau. 5. Biết rõ những đối tượng tinh hiểu khác nhau. 6. Biết rõ tất cả những sự việc, những biến đổi. 7. Biết rõ tất cả những sự thông hiểu. 8. Nhìn thấy rõ tất cả không hề bị chướng ngại. Chỉ biết rõ tất cả các đời trước của chúng sinh và niết bàn vô lậu. 10. Bình đẳng không chấp giữ đối với tất cả các pháp quá khứ, hiện vị lai và hiện tại. Này Bạc Đà Hòa Bồ Tát nào giữ gìn tất cả các pháp không từ đâu sinh khởi, Bồ Tát ấy đạt được 10 luật của Đức Phật. Bây giờ Đức Phật nói kệ: các pháp bất động bất cộng có 18, luật của Thế Tôn lại gồm 10. Người nào thọ trì tam muội này chắc chắn sẽ nhanh chóng đạt được. Phẩm 13. Khuyến khích và hỗ trợ. Đức Phật nói: này Bạc Đà Hòa Bồ Tát, thọ trì tam muội này được 4 pháp hỗ trợ hoan hỷ. Chư Phật đời quá khứ hoan hỷ hỗ trợ người học và thọ trì tam muội này cho đến khi họ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, đầy đủ trí tuệ, ta cũng hỗ trợ như vậy. Lại nữa, này Bạc Đà Hòa, chư Phật đời vị lai hoan hỷ hỗ trợ người học tam muội này cho đến khi họ thành tựu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, trí tuệ đầy đủ, chư Phật đời hoan hỷ hỗ trợ như vậy.
Đại nữ này bạc đạo hoàng, vô số đức Phật khắp mười phương đời hiện tại cũng hoan hỷ hỗ trợ những người về cầu đạo Bồ Tát mà muốn học tam muội này cho đến khi họ đạt đạo tuyên thượng cho đạt chánh giác trí tuệ đầy đủ thì Phật đầu hoan hỷ hỗ trợ phước đức của họ khi họ cùng với chúng sinh khắp mười phương các loài bò bay côn trùng bé nhỏ bé đều cùng thành đạo tuyên thượng chánh đạo chánh giác đêm tam muội này hoan hỷ hỗ trợ có lúc khiến họ nhanh chóng đạt đạo bồ đề vô thượng. Này bạch đà hòa, công đức của bồ tát này ở trong tam muội bốn điều hoan hỷ hỗ trợ. Ta sẽ nói ví dụ để về điều ấy. Ví dụ người sống thọ trăm tuổi đi khắp trên mặt đất, đi cho đến 100 năm có lúc nào dừng nghỉ. Người này đi nhanh hơn gió mạnh, đi quanh bốn phương và trên dưới. Này bạch đà hòa, có thể đến biết được con đường vị ấy đi là bao xa hay không? Bồ tát bạch đà hòa thưa: Bạch đấng thiên trung thiên, không ai có thể tính biết được con đường ấy đi là bao xa. Chỉ có đệ tử của Phật tôn giả Xá Lợi Phất, A Nan và bậc Bồ Tát Bát Thoái Chuyện mới có thể biết được số ấy. Đức Phật nói này bạch đà hòa, cho nên nó tâm bảo các Bồ Tát, nó có thiện nam thiện nữ nào đem cho báu chất đầy trong tất cả các cõi nước ở bốn phương và trên dưới mà người ấy đã đi qua được cúng dường Phật từ công đức của không bằng người nghe tam muội này. Bồ Tát nào nghe tam muội này thì ở trong bốn việc hỗ trợ hoan hỷ phước đức nhiều hơn người cúng dường kia gấp trăm lần, ngàn lần, ức lần. Ông thấy chăng bạch đà hòa, Bồ Tát này hoan hỷ hỗ trợ phước ấy có nhiều không? Do ý nghĩa ấy nên biết Bồ Tát hoan hỷ hỗ trợ phước đức thật to lớn. Bây giờ Đức Phật nói kệ: Theo lời dạy kinh này có bốn việc hoan hỷ, các thế tôn quá khứ, hiện tại và vị lai đều khuyến khích công đức độ chúng sinh mười phương, loài bò bay mấy cửa đều đạt bình đẳng giác. Ví như người trăm năm đi vòng quanh bốn phương và cả phương trên dưới, suốt đời đi không ngừng, muốn tính đường bao xa số ấy thật khó lường. Chỉ có đệ tử Phật Bồ Tát Bát Thoái Chuyện cho báu đầy dân cúng không bằng nghe pháp này bốn việc khuyên hỗ trợ đạt phước nhiều hơn trên. Bạc đà hòa nên biết hoan hỷ cả bốn việc bố thí ức vạn lần cũng không bằng hoan hỷ. Phẩm 14. Đức Phật sư tự ý. Đức Phật nói này bạc đà hòa, vào thời xa xưa cách đây không thể tính, không thể kể, không thể suy lường, không thể nói cùng tận vô số kiếp, từ ấy có Đức Phật hiệu là Tư Ma Ha Đề Như Lai, cúng cúng chánh đẳng giác, oai thần không ai sánh bằng, an trụ ở thế gian là bậc tôn quý trong các kinh, trên trời dưới trời đều tôn kính Đức Phật là bậc thiên trung thiên. Đức Phật ở chỗ vắng vẻ yên tĩnh nơi cõi nước, thuộc cõi Diêm Phù Đề rất thịnh vượng sung túc, dân chúng đông đảo ăn vui. Bây giờ cõi Diêm Phù Đề trải rộng 18 vạn ức do tuần và có 640 vạn nước. Trong số ấy có nước tên là Bạc Đăng Gia, nước này có 60 ức người. Đức Phật Tư Ma Ha Đề ở trong nước ấy có vị Chùa Luân Thánh Vương tên là Duy Tư Cầm cai trị quốc độ ấy, đến chỗ Đức Phật Tư Ma Ha Đề đảnh lễ rồi lui ra ngồi một bên. Khi ấy biết được suy nghĩ của vua, Đức Phật vì vua giảng nói tam muội này, nghe xong được hoan hỷ hỗ trợ. Vua dùng nhiều châu báu lại cúng dường Phật. Vua nghĩ nguyện nhờ công đức cúng dường Phật này khiến cho dân chúng khắp mười phương đều được an ổn. Lúc này sau khi Phật Tư Ma Ha Đề nhập niết bàn, Chùa Luân Thánh Vương Duy Tư Cầm cũng qua đời, nhưng đặt sinh vào dòng họ vua, được làm thái tử tên là Phạm Bá Đạt. Bây giờ ở cõi Diêm Phù Đề có vị tỳ kheo trước là sáng suốt cao vời tên là Châu Báu đang giảng nói tam muội này cho bốn chúng tỳ kheo nơi Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di. Thái tử Phạm Ma Đạt nghe được tam muội này tâm hỗ trợ hoan hỷ, vô cùng vui mừng khi nghe kinh ấy. Thái tử liền đem cho báu quý giá để cúng để ra cúng dường cho vị tỳ kheo, rồi lại đem y phục tốt đẹp để cúng dường và phát tâm cầu Phật đạo. Thái tử cùng với 1.000 người đến chỗ vị tỳ kheo ấy để cài bỏ đầu tóc, xuất gia làm sa môn, rồi theo vị này cầu học tam muội. Tỳ kheo Phạm Ma Đạt cùng 1.000 tỳ kheo phụng sự thầy của mình trong 8.000 năm không hề ngừng nghỉ hay biến trễ để được chỉ một lần nghe tam muội này. Các tỳ kheo ấy nghe được bốn việc của tam muội, được hỗ trợ hoan hỷ, nhờ vào trí tuệ sáng suốt tột bậc, nhờ công đức hỗ trợ hoan hỷ ấy mà về sau các vị ấy lại được gặp 6.800.000 đức Phật. Ở chỗ đức Phật nào các vị ấy cũng đều được nghe tam muội này, tự giữ gìn học và dạy cho người khác. Tỳ kheo Phạm Ma Đạt nhờ công đức hoan hỷ hỗ trợ ấy nên sau đó được thành Phật hiệu là Đế La Duy Thị Đại Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác. Một ngày tỳ kheo ấy cũng thành tựu quả vị chánh đẳng giác vô thượng,
đều có hiệu là Đề La Thủ La, Quốc Trầm Như La Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, giáo hóa cho vô số dân chúng đều cầu Phật đạo. Này Bạc Đà Hòa, có ai nghe tam buổi này mà không hỗ trợ hoan hỷ hay không? Có ai không học, không giảng dạy cho người khác, không tọa trì hay không? Này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát nào tọa trì tam buổi này sẽ nhanh chóng thành Phật? Này Bạc Đà Hòa, nếu Bồ Tát nghe có người tọa trì tam buổi này ở cách xa hơn 40 dặm, cũng phải nên đến chỗ người ấy để dốc cầu tam buổi ấy. Chỉ nghe biết có tam buổi còn phải luôn đến để dốc cầu, huống là đã được nghe tam buổi. Nếu cách xa hàng trăm dặm hoặc xa hơn 4.000 dặm, có người tọa trì tam buổi này cũng phải đến chỗ người ấy, dù chỉ được nghe biết, huống là được nghe và học. Cách rất xa như thế mà còn phải tự đi đến để dốc cầu, huống là chỉ cách 10 dặm hay 20 dặm nhưng có người tọa trì tam buổi này đã không đến cầu học. Này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát nếu nghe có tam buổi này liền muốn đi đến đó. Người nào nghe và xương cầu tam buổi này nên phụng sự thầy của mình trong 10 năm, 100 năm cúng dường đầy đủ tất cả các vị thầy ấy. Chiêm ngưỡng cung kính, không được tự ý buông lung, phải nghe theo lời dạy của thầy, phải luôn nhờ công ơn của thầy. Cho nên ta nói, nếu Bồ Tát nghe cách xa 4.000 dặm mà còn mà có tam buổi này, cũng muốn đến đó, dù không nghe được tam buổi này đi nữa, nếu được gặp người ấy hãy tinh tấn xin cầu, không bao giờ bỏ mất Phật đạo cho đến khi thành Phật. Ông Thế Chân, này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát nghe tam buổi này liền luôn nghĩ đến việc muốn xin cầu không thể bỏ, nên vị ấy đạt được lợi ích rất lớn. Khi ấy Đức Phật nói kệ: ta nhớ quá khứ có Như Lai, Nhân Trung Tôn, Hiệu Tư Na hai vị, khi có vị chuyển luân vương đến chỗ Đức Phật nghe tam buổi, chí tâm thông tuệ nghe kinh này, vô cùng hoan hỷ phụng trì pháp, liền dùng châu báu rải lên trên cúng dường Thế Tôn sư tử ý, lòng thầm khen ngợi nghĩ như vậy: thân ta vào đời vị lai sau phụng hành lời Phật không dám thiếu, sẽ nhanh chóng đạt tam buổi này. Nhờ phước nguyện ấy sau qua đời lại được sinh vào dòng họ vua, bấy giờ thấy vị đại tỳ kheo hiệu là Châu Báu Trí Tuệ Lớn, tỳ theo tỳ kheo ấy nghe tam buổi vô cùng hoan hỷ, liền tọa trì cúng dường cho số vật tốt đẹp, y đẹp y báu để cầu đạo, cùng với ngàn người cạo râu tóc tu hành chí nguyện cầu tam buổi, đồng thời trọn độ 8.000 năm theo tỳ kheo ấy không rời xa, chỉ nghe một lần chẳng có hai. Tam buổi này thập ví như biển, thọ trì độc tụng giảng nói kinh, sinh đâu cũng được nghe tam buổi. Nhờ đã chứa nhóm các công đức, thường được thấy Phật đại thần thông, vẻ đầy đủ 8.000 năm, được gặp chư Phật luôn cúng dường, đã gặp Phật 6.000 ức năm, đã thêm cúng dường 6.000 Phật, nghe giảng pháp vô cùng hoan hỷ, sau đó được gặp Phật sư tử. Nhờ công đức ấy sinh dòng vua, là gặp được Phật kiên tinh tấn, giáo hóa vô số ức chúng sinh và thoát tất cả khổ sinh tử. Sau khi đồng tụng học pháp này, đã được gặp Phật hiệu Kiên Dũng, cho thiên loài người niệm hiệu Phật, được nghe tam buổi chứng quả Phật, hướng người thọ trì và đọc tụng, không hề chấp giữ các thế giới. Và nói lưu truyền tam buổi này không hề nghi ngờ vào Phật đạo, kinh tam buổi này chính Phật dạy. Nếu nghe phương xa có kinh ấy, giờ cầu đạo pháp đều đến nghe, giấc lòng đọc tụng đừng quên mất. Giả sử đến nơi chẳng được nghe, phước đức vị ấy dẫn vô tận, ý nghĩa công đức ấy khó lường, hướng người nghe xong liền thọ trì. Nếu ai muốn cầu tam buổi này, nên nhớ Phạm Ma Đạt đời thời xưa tu tập phụng hành không tới chuyển, tỳ kheo đạt kinh phải như vậy. Phẩm 15 chí thành. Đức Phật nói vào thời xa xưa, là có Đức Phật hiệu là Tát Già Na Ma Như Lai, ứng cúng Chánh Đẳng Giác. Thời đó có tỳ kheo tên là Hòa Luân. Sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn, vị tỳ kheo thọ trì tam buổi này. Bây giờ ta làm vị vua dòng sắc lợi, trong mộng được nghe nói tam buổi ấy tỉnh dậy, ta liền đi tìm để thọ trì tam buổi ấy. Ta theo vị tỳ kheo Hòa Luân xin xuất gia làm sa môn, muốn theo vị tỳ kheo ấy để được nghe một lần về tam buổi này. Ta phụng sự thầy trong 36.000 năm, các việt ma cứ luôn khởi lên, vì thế ta không được nghe tam buổi ấy một lần nào. Cho nên này các tỳ kheo đi U Bà Tắc U Bà Di, nếu được nghe tam buổi này phải nhanh chóng tọa trì, không được để quên mất, khéo léo phụng sự thầy để giữ gìn tam buổi. Một kiếp, trăm kiếp hay ngàn kiếp cũng không được biến trễ, hướng đến đạt tam buổi này phải luôn phụng sự bên thầy, không được rời xa.
tất cả những đồ ăn thức uống như vật dụng sinh hoạt hàng ngày như y phục giường nằm cho đến trăm ngàn châu báu đều dâng lên cúng dường không hề tham tiếc. Còn nếu như không có những vật ấy thì phải đi khất thực để cung cấp cho thầy. Hướng đến mong đạt được tăng vượng này không hề nhàm chán. Hơn nữa nếu cúng dường như vật như thế mà vẫn chưa đầy đủ thì cũng phải tự cắt da thịt mình để cúng dường thầy. Thân bạn còn không tiếc cũng là những thứ khác phải phụng sự thầy như tôi tớ hầu hạ chủ. Người dốc cầu ta mười này rồi phải thọ trì bền chắc chắc và luôn nhớ đến công ơn của thầy. Ta mười này rất khó được gặp, giả sử cầu ta mười này cho đến trăm ức kiếp chỉ được nghe để nghe được nghe tên gọi của ta mười, hay còn không được cũng là được học và dạy lại cho người. Giả sử đem cho báu đất đời trong các cõi Phật nhiều như các sông Hằng để bố thí, phước ấy có nhiều chăng? Rất nhiều, nhưng vẫn không bằng người biên chép và thọ trì tam muội này. Phước của người này nhiều không thể tính kể. Bây giờ Đức Phật nói kệ: ta tự nhớ về thuở xa xưa, sau ấy đầy đủ 6 vạn năm, ta theo vị thầy không rời bỏ. Ban đầu chẳng được nghe tam muội, có Đức Phật hiệu Kỳ Chí Thành, lại có Tỳ kheo hiệu Hòa Luân. Sau khi Phật ấy nhập vào Niết Bàn, Tỳ kheo liền thọ trì tam muội. Bây giờ ta làm vua Sắc Lợi, trong mộng luôn nghe tam muội này, Tỳ kheo Hòa Luân có cái đấy, vô nên đến đó được tam muội, tỉnh giấc ta liền đến tìm cầu. Thấy Tỳ kheo ấy trì tam muội, ta cạo râu tóc làm sa môn, tu 8.000 năm, mong được nghe, trả độ trong vòng 8 vạn năm, cúng dường phụng sự vị Tỳ kheo, bị nhiều nhân duyên ma phát khởi, ta chẳng được nghe dù một lần. Cho nên Tỳ kheo đây, các ơn Bà Tát, ơn Bà Di, ta giao kinh này cho các vị nghe tam muội này mong thọ trì, phải luôn cung kính bậc minh sư, để đủ một kiếp đừng biến trễ. Ngàn ước cầu nào không sợ khó, tất sẽ được nghe tam muội này. Y phục đồ nằm và mọi vật, Tỳ kheo đi khất thực từng nhà để dân cúng dường bậc minh sư. Tương tất như vậy là tam muội đèn lửa thực phẩm các vật dụng vàng bạc châu báu đều cúng dường. Nếu cần phải cắt thân da thịt để cúng dường cúng lại thực phẩm, người trí đạt pháp mau thực hành thọ trì tu học theo kinh điển, tam muội này rất khó được gặp, vô số ức kiếp luôn cần dốc để khắp nơi chốn nghe kinh nghe pháp này, nơi đâu cũng dạy cho mọi người. Giả sử ức ngàn vô số kiếp cầu tam muội chẳng khó được nghe. Nếu đem châu báu chất đầy cõi như các sông Hằng đều cúng dường, nếu người thọ trì một câu kệ, công đức đạt được nhiều hơn kia. Phẩm 16 ấn Phật. Bấy giờ Đức Phật nói: này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát nào nghe tam muội này nên hỗ trợ hoan hỷ cho người cần học thì được học. Nhờ ai thần của Phật khiến cho người được học nên biên chép tam muội này thành quyển kinh tốt, sẽ được ấn Phật ấn chứng nên khéo léo cúng dường. Thế nào là ấn Phật? Nghĩa là không tạo tác theo đối tượng nhận thức, không tham, không mong cầu, không tạo, không khởi tưởng, không tham đắm, không khởi nguyện, không hướng đến tái sinh, không có đối tượng thích hợp, không có sự sinh, không thật có, không tích giữ, không liên tiếp, không đến đi, không chướng ngại, không rối buộc, không cùng tận, đã diệt tận các dục, không từ đâu sinh ra, không diệt, không hoại, không hư nát. Những điểm cốt yếu là và căn bản của đạo đều thuộc trong ấn ấy. A-la-hán với chư Phật không thể làm cho hư hoại và thiếu khuyết được. Người ngu si sẽ liền nghi ngờ ấn này, nhưng đây chính là ấn Phật. Hôm nay khi ta dạy nói tam muội này, có 1.800 ức các chúng trời, rồng, quỷ, thần, Atula và người đều đạt đạo Tu Đà Hoàn, 800 tỳ kheo đều đạt đạo A-la-hán, 500 tỳ kheo ni cũng đạt đạo A-la-hán, 1 vạn Bồ Tát đều đạt được tam muội này và đạt được pháp nhẫn vô sinh, 1 vạn 2.000 Bồ Tát đạt được bậc bất thoái chuyển. Đức Phật bảo công giải thế là Phật Ma Ha Mục Kiền Liên Tỳ kheo A Nan Bồ Tát Bà Đà Hòa Bồ Tát La Lân La Kiệt Bồ Tát Kiều Nhật Đao Bồ Tát Na La Đạt Bồ Tát Thu Tâm Bồ Tát Ma Ha Tu Tát Hòa Bồ Tát Nhân để đạt như Bồ Tát Hòa Luân Điều. Tất cả Phật đạo từ vô số kiếp đến nay để được thành Phật. Là do phó kênh này cho các ông hãy học đọc tụng thọ trì không được để quên mất. Nếu Bồ Tát nào muốn học tam muội này thì phải học cho chắc chắn đầy đủ, muốn nghe thì phải nghe cho đầy đủ, giảng nói cho người khác thì cũng phải giảng nói cho trọn vẹn. Đức Phật giảng nói kinh này xong, Bồ Tát Bát Đạo Hòa tôn giả Sắc Lợi Phất Ma Ha Mục Kiền Liên Tỳ kheo A Nan Trời Đạo Atula và mọi người đều vô cùng hoan hỷ đảnh lễ Đức Phật.
rồi lui ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.